Thưa quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 2, toàn bộ học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Hà Nội đã được quay trở lại trường sau nhiều tháng học trực tuyến. Không thể diễn tả hết niềm vui, sự háo hức của các em học sinh. Còn với giáo viên thì dù vẫn còn đó mối lo dịch bệnh, nhưng hơn hết vẫn là niềm hạnh phúc được đón học sinh, được đứng trên bục giảng. Phóng sự sau đây là những ghi nhận của nhóm phóng viên về những hình ảnh ngày đầu được đến trường, có lẽ là còn háo hức, vui tươi hơn cả ngày khai giảng. Âm thanh tưởng chừng quen thuộc nhưng lại rất đỗi thiêng liêng. Đây là lần đầu tiên âm thanh này vang lên ở ngôi trường mới thành lập, hoạt động từ đầu năm học 2021-2022, nhưng phải hết học kỳ 1, cổng trường mới có học sinh đặt chân tới. Dòng chữ đầu tiên viết lên bảng cũng là dòng chữ chỉ mến chào đón học sinh. Khi lần đầu tiên được đón các con đến trường và được đánh trống trường thì cái cảm giác này nó lại nhớ lại cái thời trước dịch bệnh mà mình đã từng đánh trống khai giảng. Vâng, thì là cái cảm giác rất là xúc động. Và ngôi trường này thì ngôi trường mới thành lập nên tất cả 4 khối các con 6 7 8 9 thì đây là lần đầu tiên các con đến trường. Nên chúng tôi một cái hân hoan đón các con rất là vui, rất là ấm áp. Từng cháu bước vào những ngôi trường đang ấm lên. Ngay từ 7 giờ sáng, hầu hết học sinh đều đã có mặt đông đủ. Thậm chí có những em đến từ 6 giờ 30 sáng vì háo hức. Con lại dậy rất là sớm, tại vì con mong đến được gặp thầy cô và các bạn, vì năm nay là năm con mới chuyển vào đây thì con chưa quen bạn nào hết. Con đã cảm thấy rất là bất ngờ vì trường nó cao hơn trường cũ và tiếng trống của nó vang khắp trường. Học online ở nhà thì nó không được tương tác nhiều và không được giao tiếp với các bạn nhiều. Còn khi học ở trường thì có thể tương tác nhiều hơn và được giao tiếp với các bạn, có thể nhìn thấy rõ mặt nhau hơn. Trước khi trẻ đến trường, các phụ huynh báo cáo tình trạng sức khỏe của con lên nhóm Zalo lớp. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, nhà trường bố trí dung dịch khử khuẩn, khẩu trang, thậm chí cả test nhanh ở mỗi lớp học. Và hôm nay thì chúng tôi thấy rằng khi đến các trường như vậy là hết sức yên tâm khi cái sự chuẩn bị cũng như cái không khí học tập của các em ngay đầu năm mới. Sau 10 tháng, sân trường đã lốm đốm rêu xanh. Hàng cây như ngủ quên cũng được đánh thức bởi bước chân của các em. Ngay cả bác bảo vệ cũng không giấu nổi niềm vui của mình. Tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì là đã lâu lắm rồi không có các cháu đến trường. Đã gần một năm rồi. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, tỷ lệ học sinh đến trường ngày 8 tháng 2 đạt 98%. Số còn lại không đến trường vì các lý do bất khả kháng như đang là F0, F1 hoặc đang bị ốm. Với những lớp không đủ sĩ số, nhà trường vẫn kết hợp cả dạy trực tiếp và dạy trực tuyến. Thế là muốn đến trường học chưa? Dạ, con thưa bác là con muốn đến trường học lắm rồi đấy ạ. Tại quận này, 100% các trường thành lập phòng cách ly y tế để sẵn sàng ứng phó khi có F0. Phòng cách ly có đủ thiết bị đo nhiệt độ, đo nồng độ oxy trong máu, kit test nhanh. Chúng tôi cũng đã tập huấn họp với tất cả các đồng chí giáo viên để phổ biến quán triệt và diễn tập thử cái tình huống xử lý khi mà có F0, F1 ở trong các lớp thì sẽ phải xử lý một cách bài bản như thế nào. Hiện nay các trường vẫn chỉ được dạy học một buổi một ngày, đảm bảo giãn cách, tránh các hoạt động tập trung đông người, không tổ chức ăn bán trú và căng tin bán đồ ăn uống. Cũng là con muốn ngủ lại ở trường luôn vì để buổi chiều con đỡ cần phải đi qua đi lại trường, nó sẽ mệt ạ. Với con thì bán trú ở trường sẽ ngoan hơn ở nhà vì ăn cùng các bạn nó vui vẻ hơn ạ. Thực đơn nó cũng đa dạng và phong phú hơn ạ. Các nhà báo của đài truyền hình VTC. Sáng nay, ngôi trường này tổ chức mini game để tạo không khí vui tươi cho học sinh. Gần 1.000 phiếu gấp thăm trúng thưởng được phát ra. Những em may mắn sẽ nhận được lì xì đầu năm. Nhưng có lẽ được đến trường, gặp gỡ thầy cô, bạn bè, được học trực tiếp thay vì ngồi trước máy tính trong 4 bức tường nhỏ hẹp.
đã là món quà lì xì vô cùng ý nghĩa với các em. Có bạn nào có 2 số 3 chưa?